Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc người tuyết dân sinh. Thì để thực hiện người tuyết này, chúng ta sẽ chuẩn bị len màu trắng để làm thân, màu đen để làm mũ, màu cam để làm mũi, và các bạn có thể chuẩn bị một màu tùy ý để làm khăn quàng cổ. Kim móc tương ứng với len, ở đây mình sử dụng len Venus và kim móc là 4 mm. Một cặp mắt nhựa, ở đây mình sử dụng size là 10 mm. Kim gài đánh dấu, kéo, kim may và gòn để nhồi vào trong. Người tuyết này mình sẽ móc phần đầu và phần thân liền với nhau. Sau đó mình sẽ móc tay, móc chân gắn vào với thân. Tiếp đó là mình sẽ móc mũ và khăn quàng cổ. Ở phần đầu và thân thì mình sẽ dùng màu trắng. Chúng ta sẽ móc vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật thì chúng ta sẽ vòng sợi len xung quanh ngón tay, bắt chéo từ bên ngoài vào trong như thế này. Sau đó dùng kim lấy sợi len lên trên và móc lên một mũi bính. Như vậy là chúng ta đã tạo được vòng tròn ma thuật. Các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn này 6 mũi đơn. Sau khi móc xong một mũi thì các bạn sẽ dùng kim gài để đánh dấu lại. Đây là mũi đầu tiên. Các bạn sẽ móc 6 mũi đơn. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì chúng ta sẽ rút cho vòng tròn khít lại. Như vậy là hàng đầu tiên chúng ta có 6 mũi đơn. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc tăng mũi từ 6 mũi đơn lên 12 mũi. Như vậy các bạn sẽ móc mỗi một chân mũi này, chúng ta sẽ móc vào 2 mũi đơn. Từ 6 chúng ta tăng lên thành 12. Thì các bạn sẽ móc mũi đầu tiên là sẽ vào chỗ các bạn đã đánh dấu đây, bởi vì đây là mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Thì bây giờ mũi đầu tiên của hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ móc vào đây. Sau khi móc xong mũi đầu tiên thì chúng ta lại dùng kim gài để đánh dấu lại. Đây là mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Chúng ta móc tiếp tục thêm một mũi đơn vào cùng chân với mũi thứ nhất. Như vậy là các bạn móc 2 mũi đơn vào cùng một chân và lặp lại 6 lần. Sau khi móc xong thì chúng ta được 12 mũi. Hàng thứ ba chúng ta cũng sẽ tăng mũi, tăng từ 12 lên thành 18, nghĩa là cứ một vòng chúng ta sẽ tăng lên 6 mũi. Thì ở hàng này các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần.
Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc vào chỗ chúng ta đã đánh dấu đây. Đây là mũi đầu tiên của hàng thứ hai, thì chúng ta cũng sẽ móc mũi đầu tiên của hàng thứ ba vào đây. Mũi đầu tiên này các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường, dùng kim gài đánh dấu lại. Mũi thứ hai chúng ta sẽ móc mũi đơn tăng, nghĩa là hai mũi đơn vào cùng một chân. Một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng, một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Phương pháp tăng mũi này chúng ta gọi là tăng tịnh tiến. Hàng đầu tiên các bạn móc 6 mũi đơn tăng, hàng thứ hai các bạn móc một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Hàng tiếp theo các bạn móc 2 mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Và tiếp tục 3 mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Cứ như vậy là chúng ta sẽ tăng mỗi một vòng lên 6 mũi thì gọi là tăng tịnh tiến. Sau khi móc xong vòng thứ ba này thì chúng ta có 18 mũi. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc vào phần các bạn đã đánh dấu ở hàng trước đây. Móc xong mũi đầu tiên thì chúng ta lại dùng kim để gài. Một mũi đơn, hai mũi đơn. Và mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc 2 mũi vào cùng một chân là tăng mũi. Lặp lại như vậy cho tới hết hàng. 2 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Các bạn sẽ thấy là những vị trí tăng mũi nó sẽ nằm trùng với nhau. Lúc hàng trước chúng ta tăng mũi ở vị trí này thì hàng sau chúng ta cũng sẽ tăng mũi ở vị trí này. Hai mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Hai mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta có 24 mũi. Hàng tiếp theo chúng ta cũng sẽ tăng lên 6 mũi bằng cách móc 3 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Mũi đầu tiên chúng ta cũng móc vào mũi mà chúng ta đã đánh dấu đây. Sau khi móc xong mũi đầu tiên thì chúng ta lại gài lại. Nếu như các bạn không có cái kim gài này thì các bạn có thể sử dụng một sợi len màu khác và các bạn đánh dấu lại để cho không bị nhầm lẫn giữa các hàng. Hàng này chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng và lặp lại như vậy 6 lần. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ được tổng cộng 30 mũi. Khi móc thú bông thì các bạn nên sử dụng phương pháp móc theo vòng xoắn ốc như thế này. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng kim gài
để đánh dấu, chứ không có kết vòng. Thường thì kết vòng là dùng mũi trượt nối lại, sau đó chúng ta sẽ móc lên một bính để lên hàng mới. Nhưng mà móc thủ bông, nếu như các bạn móc theo phương pháp kết vòng thì thường sẽ để lại một cái đường gân ở chỗ mà các bạn kết vòng và lên một bính. Cho nên móc thủ bông thường là móc theo vòng xoắn ốc như thế này. Nghĩa là cứ móc và dùng kim gà đánh dấu ở đây. Chúng ta sẽ móc tiếp theo, vòng tiếp theo luôn. Sẽ không có bị nổi cái đường gân lên. Thì sau khi móc xong vòng này chúng ta đã có 30 mũi. Các bạn sẽ móc thêm một vòng tăng mũi nữa. Đó là 4 mũi đơn bình thường và 1 mũi đơn tăng. Để tăng từ 30 lên 36 mũi. Bốn mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Lặp lại như vậy 6 lần. Bốn mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Bốn mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Chúng ta chỉ tăng mũi tới hàng này thôi. Sau đó chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Nếu như các bạn muốn có người tuyết của mình nó to hơn thì các bạn có thể tiếp tục tăng mũi từ 36 lên 42, 48, 54 gì đó, tùy các bạn. Còn ở đây là mình móc tới 36 mũi. Mình sẽ không tăng mũi nữa mà mình sẽ móc thẳng xuống. Chúng ta sẽ móc thẳng xuống thêm 7 hàng. Mỗi hàng là 36 mũi. Như vậy là chúng ta không tăng mũi. Các bạn sẽ móc lần lượt những mũi đơn. Hàng này các bạn sẽ móc là 36 mũi đơn. Và móc như vậy là 7 hàng. Sau khi móc xong 7 hàng không tăng mũi thì chúng ta được phần trên của đầu như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi. Hàng này các bạn sẽ móc 4 mũi đơn bình thường và 1 mũi đơn giảm. Giảm mũi là chúng ta sẽ móc từ 2 mũi giảm thành 1 mũi. Thì cách giảm có hai cách giảm. Thứ nhất, các bạn có thể đâm kim vào chân mũi thứ nhất, lấy sợi lên và tiếp tục đâm kim vào chân mũi thứ hai, lấy sợi lên thành 3 sợi trên kim. Sau đó móc một lần qua hết 3 sợi. Thì như vậy từ 2 mũi chúng ta đã giảm thành 1 mũi. Nhưng nếu như các bạn giảm mũi theo phương pháp này thì cái mũi của mình nó sẽ bị nổi cộm lên, không được đẹp. Mình thường áp dụng cách giảm mũi vô hình như sau. Các bạn sẽ lấy một sợi phía trước. Trên một mũi móc trên đầu này các bạn sẽ thấy có hai sợi. Một sợi phía trong này, người ta gọi là sợi sau. Sợi phía ngoài này, người ta gọi là sợi trước. Thì mình sẽ lấy sợi trước của mũi thứ nhất, tiếp tục lấy thêm sợi trước của mũi thứ hai và móc lên như thế này.
thành một mũi đơn. Như vậy là từ hai mũi chúng ta đã giảm thành một mũi. Các bạn sẽ móc 4 mũi đơn bình thường, một mũi đơn giảm, lặp lại cho tới hết. 1 2 3 4, 4 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm. Giảm mũi thì lấy sợi trước của mũi thứ nhất và lấy sợi trước của mũi thứ hai cùng một lúc và móc lên thành một mũi. Tiếp tục móc 4 mũi đơn bình thường. Rồi, một mũi đơn giảm. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta đã giảm mũi từ 36 còn 30, là giảm đi 6 mũi. Ở hàng này, sau khi các bạn giảm mũi xong thì chúng ta đã có thể nhồi gòn vào bên trong rồi. Nếu như các bạn sử dụng mắt xoắn hoặc là mắt an toàn, mắt an toàn thì nó có thêm một cái phần gài ở bên trong. Còn ở đây mình sử dụng mắt xoắn như thế này thì các bạn nên gắn mắt trước khi các bạn nhồi gòn. Ở đây mình sẽ gắn mắt từ trên các bạn đếm xuống. Hàng thứ 10 mình sẽ gắn mắt vào giữa hàng thứ 10 và 11. Nếu như các bạn sử dụng mắt dán thì có thể sau khi móc xong, nhồi gòn xong thì các bạn sẽ dán vào. Còn ở đây mình dùng mắt xoắn thì mình sẽ xoắn vào trước để lúc nữa chúng ta nhồi gòn vào nó dễ dàng hơn. Còn nếu như các bạn đã nhồi gòn rồi mà các bạn mới bắt đầu gắn phần mắt này vào thì nó sẽ khó khăn hơn cho các bạn. Đây, mình xoắn vào bên trong như thế này. Nếu như các bạn dùng mắt an toàn thì nó sẽ có thêm một cái phần nhựa để các bạn gắn vào bên trong này để cho mắt nó không có bị xê dịch. Còn mình dùng mắt xoắn thì mình sau khi gắn mắt như thế này rồi, mình sẽ vẫn phải dùng thêm keo để dán cái phần bên ngoài này vào cho nó cố định và nó chặt vào. Thì ở đây con mắt đầu tiên mình sẽ gắn ở hàng thứ 10, giữa hàng thứ 10 và 11. Sau đó mình sẽ đếm qua 6 tới 7 mũi và gắn con mắt thứ hai vào. Các bạn có thể gắn mắt như thế nào cho nó cân đối với đầu, không nhất thiết là phải theo đúng số mũi và số hàng như mình. Ở đây mình dùng mắt 10mm nha các bạn. Và sau khi gắn mắt xong thì mình sẽ tiếp tục móc xuống. Hàng tiếp theo chúng ta cũng tiếp tục giảm mũi. Đó là móc 3 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm. Các bạn cũng sẽ thấy là mình giảm mũi hàng trước ở đâu thì hàng tiếp theo mình cũng giảm mũi ở đó. Nhưng mà cái mũi giảm của mình nó sẽ không có bị nổi lên. Còn nếu như các bạn dùng phương pháp mà móc hai sợi lên thì cái mũi giảm của mình nó sẽ bị nổi lên, không được đẹp. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta đã giảm mũi từ 30 còn 24.
Hàng này là móc 3 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm nha các bạn. Hàng tiếp theo chúng ta vẫn tiếp tục giảm mũi. Đó là các bạn móc 2 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm. Như vậy là chúng ta sẽ giảm từ 24 còn 18. Các bạn thấy là lúc nãy chúng ta tăng từ 18 lên 24, 30, 36. Bây giờ chúng ta giảm từ 36 còn 30, 24 và 18. Sau khi móc xong hàng này thì cơ bản là chúng ta đã móc xong phần đầu. Người tuyết này mình đã nói ngay từ đầu là phần đầu và phần thân mình sẽ móc liền với nhau chứ không móc rời. Một số người tuyết khác thì móc đầu rời, thân rời, sau đó thì các bạn sẽ phải may ráp phần đầu và phần thân. Còn ở đây mình sẽ móc liền luôn, là chúng ta sẽ không phải may ráp đầu và thân nữa. Sau khi móc xong phần giảm mũi này thì mình sẽ dùng gòn để nhồi vào trong. Mình nhồi vào trong tại vì phần giảm mũi các bạn thấy nó đã nhỏ lại như thế này rồi. Nếu như chúng ta không nhồi gòn thì lát nữa sau khi các bạn móc xong luôn nhồi gòn vô sẽ rất là khó. Nên là mình sẽ móc tới đâu mình nhồi gòn tới đó. Ở đây mình dùng gòn công nghiệp. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại gòn để nhồi thu bông. Có gòn bi, gòn công nghiệp thì cũng chia ra rất là nhiều loại. Nhồi gòn vô cho thật chặt để cho phần đầu này nó căng tròn ra. Nếu như các bạn nhồi gòn mà lỏng tay thì những cái mũi mình móc nó sẽ không căng tròn, không đều đẹp. Ở đây mình phải nhồi chặt tay như thế này thì các bạn thấy phần đầu của mình nó đã tròn ra như thế này rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi từ 18 xuống thành 15. Như vậy là chúng ta chỉ giảm 3 mũi thôi. Thì từ 18 mũi các bạn sẽ chia ra làm 3, mỗi phần là 6 mũi. Thì 6 mũi này các bạn sẽ móc 4 mũi bình thường và 1 mũi giảm. Thì tổng vòng này chúng ta sẽ giảm được 3 mũi. Như vậy là các bạn sẽ móc 4 mũi bình thường và 1 mũi giảm, lặp lại 3 lần. 2 3 4 4 mũi đơn bình thường và 1 mũi đơn giảm. Tiếp tục móc 4 mũi đơn bình thường. Và 1 mũi đơn giảm. Tiếp tục 4 mũi đơn bình thường. Và mũi cuối cùng sẽ là một mũi đơn giảm. Như vậy chúng ta sẽ có 15 mũi. Các bạn sẽ móc thêm một hàng 15 mũi.
nghĩa là không tăng không giảm. Hàng 15 mũi này chính là phần cổ của người tuyết. Hàng này chúng ta sẽ móc 15 mũi, không tăng không giảm. Sau khi móc xong phần cổ này thì chúng ta sẽ móc xuống phần thân, thì chúng ta lại bắt đầu tăng mũi lên. Tuy nhiên, phần thân chúng ta sẽ tăng mũi chỉ tăng 5 mũi thôi. Đây đang là 15 mũi ở hàng này. Thì hàng tiếp theo các bạn sẽ tăng thêm 5 mũi nữa, là từ 15 lên thành 20. Thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn bình thường, 1 mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Nhớ là ở mỗi đầu hàng thì chúng ta phải đánh dấu lại để cho không bị nhầm lẫn giữa các hàng nha các bạn. 2 mũi đơn bình thường, 1 mũi đơn tăng. Hai mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng. Chúng ta sẽ lặp lại 5 lần là hết vòng và đã tăng từ 15 lên thành 20 mũi. Hàng tiếp theo chúng ta cũng sẽ tăng lên 5 mũi. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn bình thường và 1 mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Tiếp tục móc 3 mũi đơn bình thường và 1 mũi đơn tăng. Ở đây chúng ta đang tăng mũi để móc xuống phần thân. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta có 25 mũi. Hàng tiếp theo tiếp tục tăng thêm 5 mũi. Đó là các bạn móc 4 mũi đơn bình thường, 1 mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Một mũi đơn tăng. Bốn mũi đơn bình thường. Và một mũi đơn tăng. Sau khi tăng lên tới 30 mũi thì chúng ta sẽ không tăng
5 mũi mà chúng ta sẽ bắt đầu một hàng tăng 6 mũi. Từ 30 chúng ta sẽ tăng lên 36. Thì các bạn sẽ móc 4 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Các bạn lặp lại 4 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng cho tới hết vòng. Sau khi tăng mũi lên thành 36 mũi thì chúng ta sẽ không tăng mũi nữa, mà lúc này chúng ta sẽ móc thẳng xuống. Các bạn sẽ móc 12 hàng 36 mũi, không tăng không giảm. 12 hàng nha các bạn. Sau khi móc xong 12 hàng không tăng không giảm mũi thì chúng ta đã được phần thân như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi. Từ 36 các bạn sẽ giảm xuống còn 30. Thì chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm, lặp lại 6 lần. Cách giảm mũi cũng giống như ở phần đầu. Bốn mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm. Các bạn lặp lại như vậy 6 lần là chúng ta sẽ được 30 mũi. Hàng tiếp theo, chúng ta vẫn giảm mũi từ 30 xuống còn 24. Thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm, lặp lại 6 lần. Ba mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn lặp lại 6 lần cho hết vòng là chúng ta sẽ giảm từ 30 xuống thành 24 mũi. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ giảm từ 24 xuống còn 18 mũi. Thì các bạn sẽ móc 2 mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm, lặp lại 6 lần. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta sẽ bắt đầu nhồi gòn vào phần thân. Bởi vì lúc này cái phần lỗ ở phía dưới này nó đã bắt đầu nhỏ lại và chúng ta có thể bắt đầu nhồi gòn rồi. Các bạn sẽ nhồi gòn vào phần thân để cho phần thân căng tròn ra. Tiếp tục móc một hàng giảm mũi từ 18 xuống thành 12 thì các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm, lặp lại 6 lần.
các bạn thấy chúng ta đang giảm mũi cho phần phía dưới thân này nhỏ lại. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta có 12 mũi. Và các bạn sẽ móc thêm một hàng giảm mũi cuối cùng là từ 12 chúng ta giảm thành 6. Nhồi gòn thêm vào cho phần thân này tròn đều ra. Hàng cuối cùng chúng ta sẽ móc 6 mũi giảm từ 12 còn thành 6, thì chúng ta sẽ móc 1 mũi giảm. Hai mũi giảm. Ba mũi giảm. Bốn mũi giảm. Năm mũi giảm. Và sáu mũi giảm. Là chúng ta đã hoàn thành xong phần thân. Sau khi móc xong 6 mũi giảm thì chúng ta sẽ kết thúc. Kết thúc là các bạn móc lên một mũi bính và cắt phần len này dư ra một đoạn. Kéo phần mũi bính này lên, thắt lại là chúng ta đã hoàn thành xong đầu và thân của người tuyết. Phần sợi thừa này các bạn sẽ dùng kim để thắt cho cái phần phía dưới này kín lại. Các bạn sẽ dùng kim để luồn qua những cái sợi phía trước của 6 mũi này và thắt cho kín lại. Sợi trước nha các bạn. Sau khi chúng ta thắt kín lại thì các bạn sẽ giấu cái sợi thừa này là đâm kim lên trên phần thân như thế này. Như vậy là các bạn thấy phần phía dưới này được may kín lại rồi. Và phần sợi thừa này chúng ta giấu lên trên thân này đây. Và các bạn sẽ cắt sát luôn. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu và phần thân. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tay và chân.